Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi cùng gia đình sẽ đi trải nghiệm khám phá chinh phục núi Chứa Chang, Gia Lào ở Đồng Nai. 8 giờ sáng, mọi người đã tới đây rồi làm thủ tục một thứ, bây giờ mới bắt đầu mua vé chuẩn bị leo lên trên núi. Đường đi thì dự định khoảng tầm 3 tiếng. Nhưng mà chắc cũng rất là vui rồi. Cua này nó không quá cao, nhưng mà là một cái để có thể thử thách coi sức bền của mình như thế nào trước khi đi lên những cái cung dài hơn, khó hơn. Đó, chúng bắt đầu nha. Đây là những bước đầu tiên để đi bằng đường bộ hướng lên núi Chứa Chang, Gia Lào. Hiện nay là đây là cái khu vực có thể đi bộ được. Chỗ này được coi là một di tích quốc gia đó. Dọc đường thì mọi người có rất là nhiều cái chỗ bán hàng. Nguyên mua này để ăn. Rồi mọi người đang nghỉ ngơi đây. Ok. Hai. Vâng. Lắm. Quá, lên đây mát mẻ quá. Lấy cái chiếu đi, chạy xuống ngủ.
Đây, bị tới nơi. Nắng quá. Càng lên cao nắng càng gắt. Có lẽ hôm nay do mình xuất phát muộn quá nên tới đây nắng đã lên quá tầm đỉnh đầu, nóng lắm. Tiếp tục đi tới nha. Alo 123 mà. Rồi. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 11 giờ 10, bọn tôi đã tới đỉnh Chứa Chan rồi đây. Đấy, hiện nay trên đỉnh. Đấy, có chú Thịnh này. Đấy. Thịnh nha. Xin chào. Đấy, Thịnh. Xin chào. Đấy. Rồi. Xin chào Chứa Chan. Có nói gì không? Phát biểu vài lời đi. Tưởng mình nghĩ rằng là 837 mét là đơn giản. Tuy nhiên rằng là Chứa Chan nó thật luôn rằng lên tới đây là thành chán chưa. Phê đúng không? Phê. Lý do là đi vào cái giờ. Thời tiết bây giờ là 11 giờ 10 cũng là cũng kinh khủng. Lần đầu tiên tôi leo núi và trong cái thời tiết như thế này, kinh quá. Kinh quá. À, rồi tiếp tục phỏng vấn thành viên trẻ tuổi nhất là anh Mít Cây. Đi như gió, còn gọi là đặc phong. Sao? Cảm nghĩ của con khi leo tới đỉnh như thế nào? Dạ, mệt quá, không biết nói gì nữa. Mệt hả? Mệt quá. Bây giờ mình mở sushi ra mình ăn nha. Dạ đúng rồi. Ok không? Dạ ok. Rồi chơi luôn, quyết định vậy đi. Con chụp hình trên kia chưa? Dạ rồi, chụp rồi. Rồi, ok. Có chụp nữa không? Leo lên đi, mà quy chụp chưa? Đó, kia là đỉnh. Rồi, bọn tôi chuẩn bị lên chụp này. Ok. Đấy. Xung quanh là trời đẹp. Mây trắng xóa. Ơi, đẹp lắm. Đẹp. Cực kỳ đẹp. Chỉ có nắng tốn năng lượng rất là nhiều. Xin chào các bạn, tôi đang đứng trên đỉnh Chứa Chan đây, đỉnh 837 m, đỉnh Chứa Chan ở núi Gia Lào thuộc tỉnh Đồng Nai. Xung quanh này, cảnh rất là đẹp. Đó, chúng ta nhìn xung quanh đây. Đó, đẹp không? Cảnh đẹp lắm. Đẹp lắm. Đó, nhìn. Đây, nhìn xuống dưới nha, đấy là cái cột mốc Chứa Chan 837 m. Tuy là chỉ có độ cao 837 m nhưng mà leo vào cái dốc vào giữa buổi trưa nắng như thế này, nắng rất là gắt. Mặc dù có gió nhưng mà nắng chói chang, đúng là chói chang, nắng gắt làm cho tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Nên khi leo lên đến đây là cũng khá vất vả và mệt. Nào, thôi chúng ta cùng leo xuống. Sáu chục.